băn khoăn về dịch Covid này ạ. Nhưng sáng nay khi tới bệnh viện, em nhìn thấy công tác phòng chống dịch của bệnh viện rất là, em cảm thấy rất là an toàn. Tất cả các cái hàng đều được thực hiện phân luồng và khai báo y tế. Các bác sĩ với cả bác sĩ với nhân viên y tế thì đều đeo khẩu trang và kính che giọt bắn nên em cảm thấy rất là yên tâm ạ. Ngoài việc mình cảm thấy công tác phòng chống dịch tại Bắc Hà diễn ra rất chỉn chu, an toàn thì mình cũng rất hài lòng khi khám chữa bệnh tại bệnh viện. Các bác sĩ rất giỏi, ân cần, nhân viên y tế nhiệt tình, quy trình thăm khám nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, máy móc hiện đại. Suốt quá trình thăm khám mình cũng luôn được hướng dẫn chăm sóc rất nhiệt tình. Không chỉ có vậy, hiện nay Bắc Hà đang có rất nhiều chương trình ưu đãi khám chữa bệnh, nhất là chương trình dành cho khách hàng có bảo hiểm y tế, nên mình cũng tiết kiệm được chi phí một cách đáng kể. Mình cũng khá bất ngờ khi được hưởng chương trình ưu đãi về bảo hiểm y tế tại Bắc Hà. Ngoài được hưởng đúng quyền lợi của thẻ bảo hiểm y tế, còn có đến 14 danh mục khám, chỉ phải thanh toán chi phí như bệnh viện công, không bị thu phí thêm trên dịch vụ nên vô cùng tiết kiệm. Mình chưa từng nghĩ đi khám một bệnh viện công lập nào với dịch vụ chất lượng cao mà lại được hưởng chế độ quyền lợi của bảo hiểm y tế. Mình cảm thấy rất hài lòng và chắc chắn từ nay về sau sẽ trở thành một khách hàng thân thiết của Bệnh viện Bắc Hà.